Để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Một buổi sáng đẹp trời, vợ chồng mình quyết định pha một cốc cà phê hot chen vãi hàng bọt để mang đi ăn sáng. Xuống sân, mình thì đi hơi chéo, còn vợ mình thì leo đéo theo sau. Vợ mình mua hai cái bánh mì pate trứng đầy đủ rau dưa tương ớt khá hardcore cho một buổi sáng nhẹ nhàng. Đang ăn ngon thì vợ mình quay sang hỏi: anh thích mặt trời hay cầu vồng? Mình trả lời: anh thích cả hai. Vợ mình nói: ok, thế nên hôm nay mình bị bắt ngồi đây để làm cả mặt trời và cầu vồng từ dây thừng. Và món đồ đầu tiên là mặt trời. Để làm mặt trời thì chúng mình cần những nguyên liệu sau: thứ nhất, dây thừng; thứ hai, dây macram; ngoài ra thì có kéo, keo nến và súng bắn keo. Bây giờ thì bắt đầu làm nhé. Đầu tiên, chúng mình cuộn dây thừng thành vòng tròn. Cuộn đến đâu thì mình dùng keo nến dán cố định luôn đến đó. Ở những vòng đầu, chúng mình lưu ý cuộn thật chắc tay, sao cho không nhìn thấy lỗ hổng nào nhé. Mình làm được một lúc rồi thì mình mới nhận ra một tip để gắn keo cho nó đẹp ấy. Đấy là ban đầu thì mình gắn đổ keo vào cái dây ở ngoài này, nhưng mà không, mình sẽ đổ keo vào cái vòng tròn ở trong ấy các bạn. Thì keo nó rất là đều mà nó không bị sai cái vị trí keo ấy. Các bạn nhớ nhá. Chúng mình sẽ cuộn tròn dây cho đến khi còn khoảng hơn một vòng nữa thì dừng lại. Tiếp theo thì bọn mình sẽ sử dụng dây macram. Đây là một cái đoạn dây mà bọn mình đã để lại từ những cái clip trước làm gương này, làm giỏ treo cây. Giỏ treo cây, đúng rồi. Bọn mình phát hiện ra có một cái lợi ích của việc mà bọn mình nhặt nhạnh các món đồ linh tinh sau mỗi lần làm đề co ấy, thì đấy chính là cái lợi ích này. Bởi vì khi mỗi lần mà mình dùng cái dây macram này ấy, mà mình tết mấy cái giỏ cây này hoặc là mình tết cái dây treo gương ấy, mình không hề biết là cái dây nó dài bao nhiêu. Đúng rồi, để mình làm và thường thường mình sẽ bị thừa mà thừa rất nhiều, bởi vì mỗi cái tết thế là có năm sáu đầu dây liền, hay là phải đến mười mấy cái đầu dây ấy. Mình cắt ra thì nó thừa rất là nhiều, gom lại nó phải được hàng chục mét, hàng mười mấy mét ấy. Nên là bọn mình thường giữ lại, và đấy bọn mình dùng dần đến bây giờ cũng chỉ còn một tẹo này. Đúng rồi, mình giữ lại buộc khá đầu nhỉ. Chúng mình sẽ cắt ra những cái đoạn này thành những cái đoạn nhỏ, mỗi đoạn dài 21 cm. Mà vì sao lại là 21? Bởi vì bọn mình thấy như thế thì đẹp, nên các bạn cứ theo dõi nhé. Bây giờ thì chúng mình sẽ luồn dây từ dưới lên trên, sau đó cho hai cái đoạn dây này đi qua thắt nút vào. Đan. Ở đây thì chúng mình sẽ cho cái dây này nó trụm vào, trụm chắc vào như thế này, và thắt nút lại. Đó, thế thôi. Thật chất vào. Rồi, hết cỡ rồi đấy. Thế thôi. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced. Việc tiếp theo, chúng mình sẽ dán cố định cái phần dây cuối cùng này vào. Và sẽ giấu luôn cái đầu dây này cho nó đẹp, bởi vì đầu dây này hơi to quá. Đói quá. Tụi ra làm dạ thôi. Chúng mình vẫn dùng keo nến dán bắt đầu từ sau 10 cm đầu tiên. Mục đích là để giấu đoạn cuối của dây vào đó. Các bạn chú ý phần này nhé. Bây giờ thì mình sẽ cắt cái đầu dây còn thừa đi, và mình sẽ cắt vào trong một đoạn như thế này, ở đây. Để sau đó thì mình sẽ cởi những cái nút này ra và giấu cái đầu dây này vào trong đó luôn. Và để giấu được cái đầu dây này nó không bị lộ thì mình sẽ tỉa bớt cái dây cho nó mỏng bớt đi, và không để dày như thế này nữa. Đó, mình sẽ để mỏng bớt như thế này đi thì dây nó sẽ giấu được kín hơn. Đó, mình sẽ không tháo hẳn ra và mình chỉ tháo một nửa như thế này thôi. Sau đó thì mình cho cái dây này vào và dàn cho nó thật mỏng ra. Đó, và chúng ta sẽ chỉnh nó lại cho nó tự nhiên nhất có thể. Đến công đoạn cuối cùng rồi các bạn. Và công đoạn cuối cùng này chính là mình sẽ chải tóc cho mặt trời. Đây. Dùng lược luôn nha các bạn, chải tóc. Nghĩa là mình sẽ duỗi hết tất cả cái phần cái đoạn xoắn của dây thừng này ra cho nó tơi ra. Đúng rồi, cho nó tơi hết tất cả ra. Bước cuối cùng của cuối cùng, chúng mình làm móc treo cho mặt trời bằng cách lấy keo nến dán một sợi dây gập đôi ở mặt sau mặt trời. Và
Vậy là bọn mình đã làm xong món đồ đầu tiên, đó là mặt trời. Bây giờ chúng mình sẽ đến với món đồ thứ hai, chính là cầu vồng. Ok. Ok. Với món đồ thứ hai này thì chúng mình cần những nguyên liệu. Nguyên liệu của chúng mình cần có đó là dây thép. Dây thép. Len. Nhiều len. Nhiều len. Nhiều màu. Len nhiều màu. Và dây macram loại to. Cái của bọn mình đây là bao nhiêu? 10mm, đường kính 10mm. Bởi vì bọn mình không biết chỗ nào để mua cái size to hơn ấy. Cái này là to nhất bọn mình có thể mua rồi. Nếu mà các bạn mua được size to hơn thì rất là tuyệt vời, rất là dễ làm. Và kèm theo các dụng cụ keo nến, rồi kéo, rồi kìm các thứ. Có sẵn rồi đúng không? Giờ thì lại bắt đầu thôi. Đầu tiên, chúng mình sẽ ướm thử để lấy kích thước của các dải màu. Chúng mình làm cầu vồng 7 màu và do dây của chúng mình khá nhỏ nên cần đến 14 dây, tức là 2 dây một màu. Ý định của bọn mình thì chúng mình sẽ quấn len từ cái phần thước của mình lên hết chỗ này, và cái phần cuối, phần phía dưới này thì mình sẽ để nguyên dây và cho nó tua rua ra. Vì vậy bây giờ chúng mình sẽ dùng bút và đánh dấu luôn cái phần để quấn len. Sau đó thì mình sẽ cắt dây. Với cái dây macram này thì các bạn có thể thấy là nếu như mình cứ cắt như bình thường thì nó sẽ bị què cái đầu dây ra và nó sẽ rất là khó làm, cũng như là nó sẽ bẩn nữa. Chính vì vậy là ở mỗi cái vết cắt thì mình sẽ dán cái phần băng dính giấy này lên, và khi mình cắt thì mình sẽ cắt dứt vào giữa cái đoạn dán đó. Thì như thế thì hai cái đầu khi bị cắt ra thì nó sẽ được cố định và nó sẽ không bị bung ra. Tiếp theo, chúng mình dùng băng dính dán dây thép vào hai đầu dây thừng ở ngay vị trí đánh dấu. Sau đó lấy keo nến dính từng điểm nhỏ trên dây. Đoạn này sẽ không phải dán từng điểm mà mình sẽ dán kín keo dọc theo chiều dài của cái thanh sắt này luôn. Bởi vì là cái dây macram nó rất là mềm, mình phải dán kín như vậy thì khi mà mình quấn len ấy, cái dây này nó không bị sộp sạch, nó không bị vặn bẹo. Đến đây thì có lẽ là cái bước mà tốn nhiều thời gian nhất, đó là mình sẽ phải quấn len xung quanh những cái thanh này, cuốn thật là kín. Đó. Ban đầu mình định là lấy cắm cái máy khoan vào đây này, xong bấm thì cho nó quay, xong rồi mình chỉ việc đưa cái chỉ thôi. Nhưng mà cái máy khoan nó quay nhanh quá, mình không lấn đều được cái chỉ, nên là thôi. Mình nghĩ là để làm được cái cầu vồng này thì các bạn phải chuẩn bị tâm lý rất là vững vàng, bởi vì nó làm lâu vãi hàng luôn. Bây giờ thì bọn mình đang đi ăn cái đã, sau đó phải mua nước tăng lực để đỡ bị tụt huyết áp. Bước tiếp theo, chúng mình sẽ uốn cong những dải màu theo cuộn băng dính này. Bước này đơn giản là dùng vòng tròn của cuộn băng dính để tạo đường cong cho dải màu đầu tiên của cầu vồng, từ đó uốn tiếp các dải màu tiếp theo. Uốn đến đâu, chúng mình dùng keo nến dán cố định luôn đến đó. Gần xong rồi các bạn. Bây giờ thì bọn mình sẽ đến bước cuối cùng là hoàn thiện cái cầu vồng này. Có lẽ. Đúng như tên gọi của bước hoàn thiện, chúng mình làm những việc sau. 1. Bóc băng dính. 2. Cắt đoạn thép thừa. 3. Chuỗi bung phần dây thừa thành đám mây bồng bềnh. 4. Làm móc treo cho cầu vồng. Vậy là sau 2 ngày thì chúng mình đã làm xong cả mặt trời và cầu vồng. Có thể nói đây là hai món đồ mà bọn mình làm kỳ công nhất từ trước đến giờ, nhưng mà bọn mình thấy là nó hoàn toàn xứng đáng với công sức bọn mình bỏ ra. Và bọn mình hy vọng là sau clip này thì các bạn sẽ có thêm ý tưởng để trang trí nhà cửa của mình. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh để ủng hộ vợ chồng mình. Bọn mình sẽ quay lại với nhiều clip tiếp theo. Bye bye!